những cái nhất hiếm có khó tìm của showbiz Việt. Tâm Tiết, cô vợ thích vạch áo cho người xem lưng nhất. Danh hiệu này hoàn toàn hợp với Tâm Tiết và câu chuyện lùm xùm với nữ diễn viên ca sĩ Maya. Sự việc bắt đầu vào thời điểm Maya ra mắt MV mới, nói về đề tài người thứ ba, chia sẻ những góc khuất trong đời sống hôn nhân tình cảm của mình. Bất ngờ trên Facebook của hot girl đình đám một thời Tâm Tiết, bất ngờ đăng tải đoạn status khiến công chúng xôn xao. Hẳn là người thứ ba bị người thứ ba chen ngang, khổ tâm thật sự. Chẳng qua người tính không bằng trời tính đó mà, đen phải chịu, đỏ quên đi. Dù không nhắc đến ai, nhưng nhiều fan và bạn bè của Tâm Tiết hoài nghi rằng cô đang ngờ nghĩ nhắc đến Maya và mối quan hệ cơm không lành, canh chẳng ngọt với Hà Hồ được đồn đoán cách đây nhiều năm. Sau đó Tâm Tiết không bóng gió, đá điểu. Cô làm hẳn bài phỏng vấn độc quyền trên một trang tin điện tử và thậm chí công khai danh tính thật của bố bé bồ câu, con gái Maya, chính là đại gia Chu Đăng Khoa. Ai cũng biết, Chu Đăng Khoa từng một thời nổi trên mặt báo bởi mối tình với Hồ Ngọc Hà, chính Vân Anh vợ đại gia Kim Cương, đã khởi nguồn cho làn sóng tẩy chay nữ hoàng giải trí một thời vì mang danh kẻ thứ ba và phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác. Quả thật, trước khi Tâm Tiết lên tiếng ghen tuông và mỉa mai thì hầu như không ai biết Maya chính là tình cũ 7 năm của chồng hộ hot girl. Và cũng không ai biết giữa họ lại có tình nghĩa, thỏ hàng vi sâu sắc đến thế. Cơn ghen tuông đã khiến Tâm Tiết mất đi lý trí, để rồi tự vạch áo cho người xem lưng. Kể luôn quá khứ tình ái của chồng cho bàn dân thiên hạ tỏ tường. Không chỉ thế, Tâm Tiết còn như cánh tay đắc lực cho Maya, công khai danh tính cha bé bồ câu. Đào Bá Lộc, người yêu cũ mặt dày nhất. Sáng 27 tháng 9, 2017, cư dân mạng xôn xao vì Đào Bá Lộc công khai chuyện từng có mối tình đồng tính với một MC kim danh hài nổi tiếng bậc nhất showbiz. Đào Bá Lộc cho biết cả hai gặp nhau khi anh tham gia một chương trình game show. Anh nhớ lại, cảm nhận được ánh mắt đặc biệt của anh ấy dành cho mình. Sau đó mọi chuyện dừng lại ở mức bình thường, chưa phát sinh tình cảm. Tuy nhiên sau chương trình, cả hai cũng không liên lạc thường xuyên. Mãi đến một năm sau, khi người đàn ông đó chủ động mời Đào Bá Lộc đi dự tiệc sinh nhật, lúc ấy anh ta đã chia tay bạn gái. Nhận xét về tình cũ, Đào Bá Lộc dành cho anh khá nhiều mỹ từ đẹp đẽ như người đàn ông tốt, biết lo lắng, chăm sóc kỹ càng, chu đáo, hoàn hảo. Thậm chí giọng ca đơn phương còn đưa anh về nhà dùng cơm cùng bố mẹ. Khi gắn bó với nhau, Đào Bá Lộc cảm thấy hạnh phúc vì có thể tâm sự và chia sẻ với MC trên nhiều diện cuộc sống. Tuy nhiên, sau một thời gian tìm hiểu, Đào Bá Lộc kể, anh nhận ra con người MC này không như những gì mình nghĩ. Cụ thể, mặc dù khi chính thức hẹn hò với Đào Bá Lộc, MC này đã nói chia tay bạn gái, nhưng thực tế thì không phải như vậy. Vì vậy, Đào Bá Lộc trở thành người thứ ba xen vào câu chuyện tình khác giới giữa MC này với bạn gái. Đó cũng là lý do Đào Bá Lộc và MC này chia tay. Cũng theo lời kể của Đào Bá Lộc, 3 tháng sau khi chia tay, MC này vẫn thường xuyên liên lạc với anh. Chỉ đến khi Đào Bá Lộc yêu cầu người này nếu còn liên lạc nữa thì sẽ chặn số điện thoại, thì MC ấy mới thôi không gọi nữa. Thế nhưng trong 3 tháng chia tay học trò của Hồ Ngọc Hà, nam MC tên tuổi vẫn hẹn hò một người khác, thậm chí có tin đồn còn lăng nhăng với một người nữa. Chuyện này khiến Đào Bá Lộc thật sự bị sốc. Từ những chia sẻ của Đào Bá Lộc và sau chuỗi những dữ kiện trước đó, mọi người đồn đoán về người tình một thời của Đào Bá Lộc đang đổ dồn về phía MC Trấn Thành. Ngay sau những chia sẻ của Đào Bá Lộc, công chúng đã ném đá anh không thương tiếc. Bởi theo họ, dù chuyện là có thật, nhưng khi nam MC nọ đã có gia đình hạnh phúc, anh không nên bới móc kể lại chuyện cũ, gây ảnh hưởng đến họ. Không chỉ thế, Đào Bá Lộc còn bị chỉ trích vì cố tình mượn tên tình cũ để gây chú ý, đánh bóng tên tuổi. Điều này hoàn toàn có căn cứ. Bởi sau khi về chuyện tình với nam MC nổi tiếng, Đào Bá Lộc cho ra mắt âm nhạc mới. Anh cũng thu hút giới truyền thông hơn khi tham gia một chương trình truyền hình mà ở đó toàn là sao. Nam ca sĩ cũng nhận được nhiều lời mời tham dự các sự kiện và giá cát xê cũng tăng đáng kể. Rõ ràng mục đích khơi lại quá khứ tình cảm của Đào Bá Lộc để chuộc lợi, khiến công chúng khinh sợ anh nhiều hơn, mọi thiện cảm yêu mến cũng giảm đáng kể. Trấn Thành, sao nam xui xẻo liên tục bị ăn bám tên tuổi nhất. Dù hiện tại đã là chồng của nữ ca sĩ Hari Won, tuy nhiên Trấn Thành vẫn liên tục vướng phải những tin đồn thất thiệt về giới tính. Trước thềm đám cưới cổ tích và giọng ca Anh Cứ Đi Đi, Trấn Thành bị gán ghép cặp kè với Di Khánh, Đào Bá Lộc. Tuy nhiên, nam MC không lên tiếng khẳng định hay bác bỏ những thông tin này. Khi sự việc đang dần lắng xuống, thì bất ngờ trong một bài phỏng vấn, nam ca sĩ Đào Bá Lộc bất ngờ tiết lộ anh từng có mối tình đồng giới với một diễn viên hài kim MC đình đám trong showbiz. Đào Bá Lộc còn kể chi tiết chuyện quen biết và những kỷ niệm cùng người yêu cũ nổi tiếng thế nào. Ngay sau Đào Bá Lộc lại đến Duy Khánh tung chiêu,
xuất hiện trong talk show Một Tiếng Kể Hết. Duy Khánh đã chính thức lên tiếng trước nghi vấn là người thứ ba trong mối quan hệ tình cảm giữa hai vợ chồng Trấn Thành, Harry Won. Duy Khánh tiết lộ, trước ồn ào có khả năng ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình đàn anh đã từng nhắn tin cho bà xã Trấn Thành xin lỗi và mong muốn để tên Harry vào status giải thích rõ ràng trước công chúng, nhưng không được đàn chị hồi đáp. Duy Khánh cũng chia sẻ thêm, Khánh nghĩ mình đã sai, còn chuyện bị giận chắc là phải hỏi vợ của ảnh, vì Khánh đâu có biết chị có cảm xúc thế nào, cứ cho rằng vợ của anh giận đi, không đọc được tin nhắn. Nhưng mà để cả tháng rồi, chẳng lẽ bận dữ vậy, giận thì mình chịu thôi chứ làm sao bây giờ. Khánh có nói với anh, nhưng anh đứng về phía vợ, điều này cũng đúng thôi, anh đứng về phía vợ là chuyện hiển nhiên. Khánh muốn buồn cũng không buồn được, tại đó là gia đình của họ mà. Thái độ kể chuyện và cách trả lời câu hỏi của Duy Khánh khiến khán giả cho rằng anh muốn đu bám tên tuổi Trấn Thành để PR tên tuổi. Thực chất câu chuyện của Duy Khánh và cái tên của anh cũng không ai chú ý nếu không cố gắng lôi kéo Trấn Thành vào. Hương Tràm sau việc dạy khờ nhất khi làm đà bật cho đồng nghiệp nổi như cồn. Ngay khi Chi Pu vừa chính thức debut với vai trò ca sĩ trong MV đầu tay từ hôm nay đã gây tranh cãi khá nhiều về giọng hát. Sự việc cứ ngỡ không can dự gì đến Hương Tràm. Thế nhưng quán quân giọng hát Việt lại bất ngờ đăng một status lên trang cá nhân. Tại sao một số bạn hot girl rất xinh đẹp đáng yêu, mình cũng cực kỳ thích các bạn ấy, cho đến ngày các bạn quyết định cầm mic làm ca sĩ. Tôi nói điều này chắc lại thu về nhiều anti-fan, nhưng tôi phải nói vì cảm thấy quá bị xúc phạm. Khi bạn đưa nghề của chúng tôi ra để cố gắng kiếm tiền, bất chấp cả việc mình không thể hát. Các bạn ạ, xin thì trau dồi thêm kiến thức, giàu chứ đừng cố siêu giàu. Cố siêu giàu một là biến chất, hai là trở thành trò cười. Đang hơn quá nhiều cô gái ngoài kia rồi, phải biết bằng lòng với những gì mình đang có, nhớ nhé. Tuy không nêu đích danh, nhưng qua miêu tả của Hương Tràm, nhiều người cho rằng nhân vật mà cô nói đến chính là hot girl đình đám một thời Chi Pu. Status của Hương Tràm ngay lập tức tạo nên tranh cãi. Nhiều người tỏ ý đồng tình với Hương Tràm trong việc người dù không có giọng hát tốt nhưng vẫn cố chuyển nghề làm ca sĩ. Tuy nhiên một số bình luận không hài lòng vì giọng điệu gay gắt của cô nàng. Không ít fan của giọng ca từ hôm nay cho rằng để debut làm ca sĩ thời gian qua, Chi Pu đã rất cố gắng học thanh nhạc và sản phẩm đầu tay như vậy nên khích lệ hơn là chê bai. Có thể nói status của Hương Tràm đã khơi mào cho nhiều ca sĩ khác như Quốc Thiên, Phan Mai Hương, Minh Quân công khai đăng đàn chỉ trích Chi Pu, đòi cấp thẻ hành nghề để bảo vệ nghề ca sĩ. Nhờ các đàn anh đàn chị quảng bá miễn phí cho tên tuổi và góp phần tạo hiệu ứng truyền thông, tên tuổi Chi Pu càng nổi như cồn. Thuận nước đẩy thuyền, Chi Pu liên tục cho ra mắt thêm 4 sản phẩm âm nhạc nữa. Nhìn vào thực tế, chuyện Chi Pu đi hát và bị khán giả chê cũng không có gì quá nóng sốt. Thế nhưng nhờ status mỉa mai của Hương Tràm kéo theo loạt hiệu ứng, ăn theo chửi hùa của nhiều nghệ sĩ khác, đã giúp Chi Pu có được sức bật quá tốt, xây dựng một chiến lược truyền thông mạnh gấp bội so với những dự tính ban đầu.